Vậy là cơ hội bé Ngọc còn sống còn lại là rất ít. Hội tình nguyện viên và những người tốt bụng đã đi điều tra xung quanh bán kính 10 km nhưng vẫn không thấy nhà nào đang giữ bé Ngọc. Một số thông tin cho rằng bé Ngọc bị bắt cóc cũng chỉ là những thông tin câu view, không có cơ sở căn cứ rõ ràng. Mới gần đây, việc bé Ngọc về báo mộng cho em trai của mình lại một lần nữa gây xôn xao vùng quê nghèo. Chỉ sau 3 hôm khi bé Ngọc mất tích, cậu em trai được bé cứu khi rớt xuống sông trở lên quấy khóc và hay có những biểu hiện rất lạ thường. Nhưng sau khi mẹ ruột bé thắp hương và nói, mày quậy em bày hoài là tao cho mày vô chùa đó, thì mọi việc lại bình thường, em bé lại không quấy khóc nữa. Sau ngày hôm đó thì cô hàng xóm gần nhà đã đeo cho các em 3 sợi chỉ đỏ để tránh tà ma. Từ lúc đó thì cả 3 bé không còn ai có biểu tượng lạ như trước kia nữa. Nhiều người đồng đoán rằng, tình huống mà một mạng đổi hai mạng như bé Ngọc thì thường rất khó tìm. Và vùng sông mà bé Ngọc té xuống cũng rất nhiều hung. Theo quan niệm của người dân miền Tây, khi té vào những cái hung đó thì thường bị giữ lại không trả về nữa. Có một điều còn ly kỳ hơn nữa là trước khi mà bé Ngọc đi còn từng nhắn lại mẹ rằng mẹ đừng có la con, mẹ mày hay la con là con té sông, mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa đâu. Thế nên người mẹ của bé Ngọc luôn hối hận và trăn trở hết lòng xin lỗi bé để mong bé có thể nổi lên. Nhiều người đi biển có kinh nghiệm cũng khẳng định rằng việc bé Ngọc trôi ra biển là hoàn toàn không thể. Đó là lý do mà suốt 2 tuần nay, mọi người luôn cố gắng tìm kiếm và cứu vớt ở khu vực bé bị té. Cha ruột của bé Ngọc cũng tìm tày kêu hồn của bé về nhưng mọi người can ngăn. Mọi người nói bé mất khi còn ít tuổi nên tốt nhất không nên kêu hồn con mà nên cho vào chùa. Chỉ có nương tựa vào Phật Pháp mới là điều tốt nhất dành cho bé lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc đến cho các bạn. Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ những thông tin mới nhất về sự việc để mọi người bớt lo lắng hơn nhé.